Em tên là gì vậy? Dạ em tên là Diễm My. Diễm My ăn cái gì vậy? Diễm My đang ăn trà sữa phô mai chân trâu đường đen đó. Ủa, đâu có thấy chân trâu đâu. Chân trâu ở dưới lớp phô mai ăn hết mới thấy mà. Ủa, Diễm My có người yêu chưa? Diễm My yêu đơn phương anh Tiến Đạt, mà anh Tiến Đạt là yêu bé Trinh, mà bé Trinh là yêu anh Phong, anh Phong lại thích Diễm My, mà Diễm My không có thích anh Phong, Diễm My chỉ thích anh Tiến Đạt thôi. Anh Tiến Đạt ơi, nhớ inbox cho Diễm My nha. Diễm My I love you anh Tiến.